60 chọi, 40 chọi. Mày chạy coi. Mày chạy coi. Hết chạy chưa con? Tôi trở lại với cái nhà mới của tôi nè. Hay là mới chuyển nhà là nên tôi cũng chả biết gì. À, cái này là cối. Ôi, mẹ mới chuyển nhà là mất luôn cái kia rồi. Ôi. Thôi thôi nha, mới chuyển nhà đã hư bình bông rồi, thêm mấy nhện nữa. Đập mày con, nhện đâu rồi? À. Ôi, bộ láo mày đâu? Mày sợ coi. Mấy căn phòng này là mở nè. Đấy, ôi dồi ôi. À cái này là quăng nè. Bố mày tìm mấy con nhện đâu rồi? Ta đã có cái máy này có thể tìm nhện. Ui. Bố mày sợ. Bố mày không sợ nhện đâu. Ui mày chạy. Ui. Chạy lên đó là sao? Chạy lên đó là sao? Nhà mới bố láo hả mày? Giờ mình sẽ đi vô cái phòng tắm. Anh nó cứu thế nha. Mở coi. Ui. Mẹ. Mày láo, mày đánh vợ mày làm sai rồi con à. Mày đu spider. Mày chạy coi. Mày chạy coi. Sau cửa anh em à. Ui trong đây nó cao lắm mà nó không thấy anh em. Bố mày dò ra mày à, mày chết bà mày bố mày nha. Mày bò coi. Chúng mày bò coi. Bố mày mở này ra mày thấy mày là mày chạy hộ. Ê chui ra. Ui nó không chui anh em à. Ui mày ui chạy chạy ui. Chúng ta không để mấy con nhện này lộng hành được đấy. Tôi phải diệt mấy cái con nhện này vợ tôi mới vô đây được. Ui mày chạy một hết rồi đâu rồi mày chạy không hết đường luôn. Chúng mày đâu? Tao nghe tiếng đó nha. Ui mày ui được mày đâu? Ui nó được rồi con cái à. Mày chạy đâu được hả con trai? Bò ra đây hết đi. Bỏ mày nộp mạng hết rồi. Trong đây đâu không? Ê cái anh em có thấy gì không kìa? Nó bị kẹt ở dưới kìa anh em à. Mày ôi trời không được. Mày ôi. Ui. Nope. Mày ôi. Mày ôi. Mày ôi, để chết luôn kìa anh em. Mày ui. Ôi trời phế thật sự. Ôi thoát luôn rồi. Hello. Ôi. Bịch. Lâm. Bố mày đốt mày này con. Ui nó chạy. Ôi. Nó cháy rồi sao mình ra. Ui mày chạy hộ tao luôn á. Phóng hỏa hồi nãy con kia nó chạy đâu hả bạn ơi. Chạy hết. Ui nó chạy. Ui. Giỡn với anh hả. Trăm amu. Ui nó đốt hết luôn rồi. Cái này là gì đây? Rồi, tiếp theo là gì đây anh em? Get warm up, burn up track. Thế là mình phải đốt cái kho của mình. Khoan, để mình coi thôi. Mang liền này nó trốn kỹ lắm. Chúng ta phải tìm nó một cách thực là kỹ. Cái này là gì? À, mày trốn đâu đây à? Ra đi, con gái của ta. Đâu đây nè anh em ơi. Ui, trúng rồi, headshot rồi. Trước khi tao đi á là tao sẽ đốt căn nhà này. Hello. Vô căn nhà khác anh em ạ. Chúng tao là một cái dịch vụ diệt nhện. Nên là nhà nào đi tới nhà đó phải diệt cái con quỷ. Con nhện màu trắng là nhện độc đấy. Nên là hôm nay là tôi làm việc lương thiện chứ không phải là cướp. Chứ mấy cái này là tiêu tôi rồi. Mày núp cho kỹ vô. Chúng ta đã có thiết bị nâng cấp và một cục pin. Mày trong ui lụm cái vali. Mày đâu? Chạy. Ui. Trời. Đánh vậy con nào chịu nổi trời. Bò lên giường bố mày là mày sai rồi. Chà đâu? Đâu? Ui nó chạy cái. Ui hụt luôn à. Phê quá. Làm ăn chuyên nghiệp như thế chết rồi. Đúng luôn kìa. Ui mày đẻ nhảy lên giường của tao. Mày cút xuống. Chết. Ui đông vậy thế. Đi. Hừ. Trời dính liền. Trời ơi. Phải tìm mấy cục pin. Đây pin nè. Ở đây phải pin. Cũng là pin như pin nhỏ nè. Trời ơi giờ mới chạy má. Mày giờ mới chạy thì mày toan rồi. Là cái này à. Ta hãy chờ bằng cái này. Ê hello. Vô có thể là diệt giùm em được mấy con quỷ nhện không? Phá quá. Ta phải diệt một mình rồi. Không ai diệt giùm chúng ta đâu. Ê ngồi ngẫm chỉ gì. Tao diệt thấy bà nội tao. Căn nhà đấy. Chúng ta đã phá hủy căn nhà rồi. Thôi đi luôn nhá. Bố mày phi dạo rồi còn. Phi dạo rồi bố mày đâu rồi. Có thể luôn. Hello. Ui. Mày con
nhìn nháy anh em ạ. Ôi nhìn đây bình thường. Ui mày sợ. Ui cái gì đây? Là đây là một cục pin. Ôi mới để xuống mà vãi nổ mẹ rồi. Rồi mày tao đập hết á. Tao mà bố láo nhá. Bố láo nè, bố trong tủ lạnh chắc không có rồi. Có pizza nè, ta có pizza đấy. Bánh nước ngọt, chúng ta không có nước ngọt nè. U, khá là đầy đủ. Cái này có lắm. Rồi ra hết. Rồi đập 20 cái. À, giờ mình phải xử lý cái tủ lạnh. Ôi. Ôi. Mày láo. Hả? Mày chui vô tủ lạnh. Mày ngu thì chịu thôi. Đốt hết. Bố mày đốt hết rồi anh em ạ. Mình cần di chuyển luôn. Quăng nó ra. Là công việc đập dĩa. Toàn mày đập một cái chết luôn. Chúng ta đã được nâng cấp lên rồi. Ê, ở đây có luôn, ở đây. Nhảy cái chết luôn. Chui ra chi bố mày có thấy đâu. Chúng ta thường là làm xong cái công việc này thì chủ nhà khá là tức giận, độ bê bối của anh em có thể thấy. Ấy còn ở đây còn. Bây giờ thấy hai bà con rồi đấy. Mày láo, bố mày ui đập một cái chết hai con luôn. Ôi giờ. Gì men? Mày chưa sợ đúng không? Trẻ chưa trả sự đời. Có quà kìa anh em. Lú cái đầu ra chi vậy? Hôm nay hết rồi đó anh em. Đúng luôn. Mày hết chưa? Vũ biến ngu. Nói mày ngu thì mày tự hái nha. Ủa mày đập. Mày đâu ra đi. Để cho nó ăn là mình ăn đi con trai đúng rồi. Yep. Ôi, vô phòng xe luôn anh em. Ấy có vũ khí mới đồ các thứ. Mày cốt ui đập hết. Ui. Hết rồi. Xem xíu nữa chừng ngu. Nè thức ăn nè chạy đâu vậy? Chạy đâu vậy ha? Đây là mình sẽ có một cục pin, một cái. Đấy, bỏ vô. Đấy, nó bỏ cái cây kia rồi quăng đâu rồi? Chạy lên đâu? Ui. Trời. Chạy đâu vậy? Cái bánh xe nè. Một cây búa. Nhớ có một cây búa ở đây. Cây búa nó ở đây. Một cây kềm đúng không? Nếu chúng ta gắn cái cây này vô mà giờ nó không thấy nữa. Đây, nó đây. Nó quăng tuốt quanh đây luôn. Bơi vô đi. Ta cần hết. Ê, nó chạy. Đừng có cho nó chạy. Bố mày chạy rồi. Mày chạy rồi. Hết chạy chưa con? Không. Ê, tôi bích nè. Một cây, hai cây luôn. Giấu chi ba, giấu chi luôn cho làm cho mệt. Ôi, đủ rồi. Về thôi. Lần đầu tiên là chúng ta hoàn thành công việc khá đầy đủ. Sếp này kiểu này lên lương chắc rồi. Dụng cụ của chúng ta là sẽ có một cái chảo, một cái bình xịt với một tốt là một vài cái đồ để cho mấy con quỷ kia ăn đó anh em. Hợp lý không? Cho mấy con kia ăn nó biến thành gì đó. Nói chung mà mồi dụ nó đó.